Em chào chị ha. Dạ, em chào chị Phương Quỳnh. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Phương Quỳnh, em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em tên là Trần Thị Trung Thủy. Em năm nay 51 tuổi. Quê em ở Vĩnh Long, nhưng hiện tại em đang sinh sống ở thành phố. Chị lên thành phố lâu chưa? Dạ, em lên thành phố năm em 16 tuổi. Chị ngồi thẳng ra, chị đang bị mất cái chén xíu rồi đó. Rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì? Dạ, em đi phụ quán món ăn đó chị. Quán gì chị? Dạ, hồi trước em làm quán bún riêu, rồi sau em đi phụ quán cuốn nước á. Công việc này chị mới làm, hồi đó giờ chị làm công việc này? Dạ, hồi đó giờ em làm phụ bán món ăn không à chị. Hồi em năm 16 tuổi thì em lên em làm mức á, làm trong hãng á. Rồi sau em làm tự do em đi phụ bán món ăn rồi. Phụ nhiều quán ăn vậy chắc không biết nấu ăn ngon lắm hả? Nói chung em nấu thì cũng được. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào? Dạ, em ông xã em mất đó chị. Ông xã mất bao lâu rồi? Dạ, mất cũng năm mấy rồi chị. Lý do gì sao ông xã em mất? Dạ, ông xã em bị ung thư dạ dày đó chị, ung thư bao tử á. Dạo này người ta cũng bị ung thư nhiều quá ha. Dạ. Rồi chị có phát hiện ra là tật cuối rồi đó chị. Không chữa được ha? Dạ không, bác sĩ chạy đi bệnh viện xét nghiệm thì đi ung bướu thì ở quận 2 ở thành phố thì ung bướu chạy không nhận rồi trả về nằm hết 2 tháng rồi mất đó chị. Rồi chị có được mấy bé? Dạ em không có đứa nào hết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em tự lập. Nói chung là ví dụ như cái lý trí em ấy muốn làm việc gì á, em quyết tâm em làm cho bằng được vậy đó. Rồi còn khuyết điểm của chị? Dạ, khuyết điểm của em á thì nói chung hay cũng hơi thương người. Như thấy người nào khổ với già cả bệnh tật đó em hay thương lắm, hay giúp đỡ người á. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Dạ em muốn người đó như là sống cũng như là có chung có thể, hiền hậu như là đừng gia trưởng, như ví dụ như vợ chồng mà có chuyện gì thì nói nhau nghe, đừng có la lớn rồi này kia nọ vậy đó. Chồng sớm người ta cười chê vậy đó chị. Chị có nghĩ anh ấy đầu tuổi chỉ hai cái là người đó phải, dạ người đó phải sạch sẽ kỹ lưỡng. Rồi chị có nghĩ là người đó đầu tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ cỡ năm mấy sáu mấy cũng được chị, 60-70 gì cũng được hết. Ông xã trước của chị á là làm công việc gì? Dạ ông xã trước em chạy xe chạy công nghệ á chị, xe ba công nghệ á, xe 7 chỗ á. Rồi chị mà lúc mà chị lên đây á là không có ai, hai vợ chồng đi ít, lúc lên mười mấy tuổi còn trẻ quá mà lập gia đình ở trên này hả? Dạ. Dạ em lên trên đây em hồi cho em còn nhỏ mà, em mới 16 tuổi là em lên đây như đi theo ông anh rể á, đi làm trên đây á, ổng có quen trong hãng xưởng á. Gia đình chị có được mấy anh chị em? Dạ em được 5 anh chị em, 4 gái 1 trai chị. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không?
Dạ không. Chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem? Dạ em coi video của chị. Em thích cái chương trình của chị á. Coi được lâu chưa? Em coi cũng 2 3 tháng 2 á. Rồi em đăng ký luôn á. Có coi nhiều video chưa rồi có tìm hiểu kỹ không? Dạ em cũng có tìm hiểu, em cũng thấy không thấy mấy clip quá. Gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Dạ không có chị, em có người quen đi nước ngoài thôi chứ còn gia đình em không có. Những lúc rảnh rỗi á, chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Dạ như rảnh rỗi á thì em lướt web mạng á, xem coi vậy đó. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Dạ em 1m55, nặng em 49 kg. Giữ dáng khá hay ha, có tập thể dục không? Dạ không, em nội em đi phụ quán quán ăn em chạy bàn á, em đi tới đi lui tới luôn, một ngày không biết bao nhiêu lần. Quê chị ở đâu? Dạ quê em Vĩnh Long. Cha mẹ đều còn đầy đủ không? Dạ không, ba em mất hồi mẹ em chưa sanh em, ba em mất một tuần lễ sau mẹ mới sanh, rồi mẹ em mất năm nay gần 30 năm rồi chị. Rồi chị thích một anh làm quen với mình đó, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ em thích là hoạt bát, lanh lẹ. Với công việc của chị á, là chị nghĩ là đã em nghĩ chắc cũng chưa có vừa ý đâu, nếu mà trong tương lai có cơ hội á, thì chị thích làm công việc gì? Dạ nói chung tương lai luôn, em thích buôn bán này kia nọ vậy đó chị. Mở quán ăn hả? Dạ tại Nếu nói chung là kinh tế mình chưa có, giờ mình còn đi làm công á, chứ ví dụ như mình có kinh tế á, thì mình mở quán ăn á, mình bán. là mở quán ăn á, chị thích mở quán ăn gì? Nói chung em ở đây em có bà chị nấu về hủ tiếu cũng được, bán cơm cũng được. Chị ruột hả hay là chị bạn? Dạ chị ruột em. Ồ, là hồi nãy giờ là chị đang làm cho chị của chị đó hả? Dạ không có, em làm mà ngoài bà chị em á thì nói chung chị em của em ai cũng có gia đình hết trơn á, rồi bà chị thứ tư em bá mở quán cơm thì bán, rồi cũng như là mặt bằng á nó cao quá rồi chị trả mặt bằng, bây giờ chị cũng đi làm công, rồi chị thứ năm em thì cũng phụ quán hủ tiếu, còn em cũng đi phụ quán quán ăn không à. Nhưng mà nấu đồ bây giờ ví dụ như mấy chị em mà có kinh tế mình mở quán ra bán thì chung chị em nấu đủ thứ hết cũng bán vẫn được. Nếu mà mở một quán ở thành phố chắc cũng nhiều tiền hả? Nếu mà mở một quán ăn là khoảng bao nhiêu? Em có bao giờ hỏi không? Dạ mặt bằng ở thành phố thì nói chung nó cũng cao lắm chị. Cũng tùy theo đường, em ở quận mấy? Dạ em ở quận 8. Ở đó là mặt bằng nhiêu tháng? Dạ mặt bằng tùy theo mười mấy triệu có, 7 8 triệu có, tùy theo khu vực đó chị. Rồi mấy chục triệu cũng có. Nếu mà mình muốn mở một quán ăn mà trụ được hơi lâu lâu chắc cũng khoảng mấy trăm hả? Dạ. Rồi ở quê em có nhà cửa gì ở quê không? Rồi có khi nào về quê không? Dạ em có nhà với quê, nhà riêng của em, rồi em 1 năm em chỉ về có 4 lần mà chị, 3 lần đám giỗ với Tết. Mỗi lần về quê vậy là ở bao lâu dưới quê? Dạ đám giỗ thì em về được 3 ngày, còn Tết thì em về được 5 ngày. Cũng ít ha. Mà Dạ nhà ở ở Vĩnh Long là ở trong quê luôn hay là ở ngay thị xã thành phố Vĩnh Long? em ở trong quê về dưới xã Hải Tứ á, em ở gần chợ Ôn á.
Nếu mà có người yêu á, kêu ngồi kêu chị kêu em lộn lộn hoài. Nếu mà có người yêu á, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Dạ em thích. Ông xã chú có lãng mạn không? Dạ có. Hai người quen nhau cưới hay là người ta làm mai? À dạ quen nhau rồi cưới. Nhưng mà lý Ông do xã là em cũng thích du lịch lắm á. Em thích đi du lịch đồ đó. Hai em với ông xã em đi du lịch chứ. vậy đó hả? Đi chùa đi du lịch đồ đó. Dạ. Nhưng mà sao hai vợ chồng không có con với nhau? Ai có đi khám không? Dạ em nói em cũng nói thiệt với chị là cũng như là em cũng đã qua trải qua 2 lần đò, cũng như em có ông xã trước rồi cũng ở thành phố này, rồi ổng có vợ bé, ổng đánh em không thôi, rồi em mới quen ông xã sau, ông xã sau của em là có một đời vợ cũng như có đứa con, nhưng mà vợ ông bị ung thư chết, rồi em mới sống với ổng được cũng 5 năm. Nói chung ổng cũng thương em, cũng lo em dữ lắm, nhưng mà phần số em cũng buồn, em không có được sống với ổng được dài lâu á, trọn đời. Nhưng mà với ông xã trước thì em có con không? Dạ không. Nhưng rồi em có đi bác sĩ không? Mà bây giờ cũng lớn tuổi rồi đâu cần nữa Dạ ha. em lớn tuổi rồi, 51 tuổi rồi. Rồi sau 2 lần đò như thế, hiện tại bây giờ đó, trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Em nghĩ là một người đàn ông như là biết thương yêu vợ con, đừng gia trưởng, để chăm sóc trở về tuổi về già, cũng như thương em thương lợi, rồi em lo lắng lợi cho nhau với nhau vậy đó chị. Chứ em giờ không con, em sống với cha mẹ em thì không còn, rồi sống một mình cũng buồn lắm. Hồi đó em đi làm về, mỗi lúc em đi làm về á thì đi ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm hai chồng ăn, rồi nhiều lúc ông xã em không chạy xe đó, về cái ăn về nhà ăn cơm nhà gia đình của bà ở ăn ngoài lắm. Rồi từ ngày ông mất tới giờ em nói chị em buồn, em hụt hẫng lắm chị, mình ông xã em hiền lắm, ổng 70 mấy tuổi nhưng mà ổng lớn tuổi, nhưng mà ổng hiền, ổng biết lo cho vợ con, biết thương yêu vợ con lắm. Rồi hiện tại là em đang ở đây là ở một mình hay là ở chung với ai? Dạ em ở một mình nên em. Có nhà ở đây hả? Dạ không có, em ở trọ. Tới nay là năm mấy tuổi hả? Lên thời gian khá lâu rồi. Ông xã trước cũng Dạ. sống ở đây trên này hả? Dạ ông xã trước em nhà gốc ở trên này luôn. Lên thành phố như bôn ba cũng làm ăn cũng khó khăn ha. Dạ. Hồi đó giờ em có thử, hồi đó giờ chị có bao giờ thử kinh doanh, mở cái kinh doanh gì chưa? Dạ em không dám thử chị, tại vì kinh tế mình không có đó. Rồi nói chung là em đi làm thuê không à. Dạ. Làm thuê công việc này chắc cũng không có làm, chắc cũng không có lâu được hả? Dạ lâu chị, em làm nói chung là chỗ nào em cũng làm. Chỗ này em ban phụ bán này là mười mấy 20 năm Vậy đó hả? Lâu dữ vậy đó hả? rồi. Dạ, nói chung em làm. Hồi trước em làm mấy công việc kia đó rồi cũng buôn bán, rồi cái bà chủ em á, bà đi nước ngoài á, bà đi Mỹ á, rồi cái bà không có làm nữa, rồi em mới xin chỗ khác. Nói chung là em làm chỗ nào em làm quen, là em làm hoài, em không có nghỉ, em không có nhảy tới với luôn vậy đó. Công việc mình làm ổn định nó quen. Chị làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ sáng 4 giờ em đi cho tới 9 giờ mấy 10 giờ là em về. 4 giờ sáng á hả? Dạ. Làm dài giờ dữ đó. Dạ. Tại bán món ăn thì mình gì phải dọn sớm được bán sáng cho người ta mua đồ sáng ta đi làm á chị. Buổi trưa mình có được nghỉ trưa không? Dạ được. 10 giờ trưa là em về nhà rồi. Rồi tới mấy giờ chị đi trở lại đi nữa? Dạ không, hồi trước em làm 2 buổi cũng như là
À, sáng á, em đi làm cho tới buổi sáng, cả sáng đó là tới 10 giờ mấy là em đi, 10 cỡ 10 giờ rưỡi vậy đó. Rồi em đi về, em đi ra 3 tháng 2 quận 11 á. Em làm phụ quán uống nghiêu cho tới 10 giờ đêm em mới về. Rồi sau lại ông xã em cũng nói thôi em làm 2 ca, em mất ngủ này kia nọ, nó nửa sanh ra bệnh rồi ông không cho em làm nữa. Rồi em mới nghỉ buổi chiều, giờ em còn làm buổi sáng không à. Tới 10 giờ là 10 giờ rưỡi là em về nhà, ở nhà luôn tới sáng em đi làm nữa. Nãy giờ em tưởng rồi là chị làm tới 10 giờ đêm cho nên nó hơi dài Dạ, giờ. có em làm đúng 10 giờ chưa? Nhưng mà làm suốt đâu có được nghỉ ngày nào phải không? Dạ không, em bán à, cũng như thí dụ như có ngày chay thì em nghỉ được, như ngày 1 với ngày rằm á chị, có 2 ngày đó là em được nghỉ. Nhưng mà khi mình phụ vậy người ta sẽ trả mình tháng hay là trả ngày hay là trả giờ hay sao? À, dạ trả ngày á chị. Trả ngày ở trên đó cao không? Dạ 1 ngày em được 250. 250. Chi phí trên đó cao 250 chắc cũng mình em cũng khó khăn Dạ. ha. Thuê phòng trọ này 1 tháng nhiêu? Dạ em thuê phòng trọ điện nước luôn, tháng em 2 triệu đó chị. Ăn uống là mình ăn ở đó luôn hả? Dạ không, mình tự túc mình đó chị. Ta không cho mình ăn bữa nào hết hả? Dạ không. Rồi giờ bụng mình như thế này có nấu ăn không hay là không nấu ăn? Dạ em nấu ăn ở nhà không chị? Em thích nấu ăn ở nhà chứ em không có chịu ăn tiệm. Sáng á thì em ăn sáng ở ngoài, nhưng trưa về em mua đồ ăn thì nhà em nấu ăn không. Nhà các chị em của chị nó gần mà chị không hay là ở xa? Dạ chị em của em á thì ở dưới quê, nhà thì ở gần, rồi lên đây trên thành phố làm á thì ở gần gần với nhau. Mấy chị em thì cũng có gia đình hết rồi. Dạ có gia đình hết. Có khi nào chị nghĩ là chị về quê Dạ không, em không thích về quê, không? Hồi sống xưa ở đây nó quen rồi đó chị. Dạ ở dưới quê là mình làm vườn làm ruộng á hả? dạ em vườn chứ em không có ruộng chị, nhưng mà vườn ít thôi chị. Mình phụ quán ăn vậy á, thường thì người ta có cho mình tiền tiếp không? Ừ, tiền bồi dưỡng á hả chị? À, Dạ có. có hả? Vậy cũng đỡ hả? Nói chung là tại vì nói mình cũng như là mình làm mình không có nể công á chị, nhưng mình thấy việc gì mình cũng làm hết. Người ta Nói chung nhờ. em làm bà chủ đồ thương lắm, ví dụ như bệnh hoạn đồ á thì bà chủ cho tiền khám bệnh thì kia nọ, như đám tiệc em về quê á thì bà chủ cũng cho. Với lại mình phục vụ người ta tận tình, người ta cũng cho mình tiền tiếp phải không? Cũng tùy theo người chứ không phải người nào cũng cho hết. Dạ đúng rồi, tùy theo người. Nhưng mà quán em mà làm á là đông không? À, quán lớn không? Dạ hồi trước quán em làm buổi sáng này á thì 6 người, còn hồi trước em làm ở bên Bún Nghiêu á thì tới 10 mấy người rồi. À, quán lớn kia hả? Đắt dữ vậy đó hả? Dạ. Mà em thấy lên thành phố thấy quán nào cũng đông khách hết trơn mà phải không? Có quán Dạ nào ta quán nào không á? bị vắng khách không? Đâu có thấy quán nào vắng khách đâu. Dạ có, từ lúc dịch bệnh tới giờ chị, kinh tế thì mà ăn hơi khó khăn thì cũng có quán, bây giờ nó cũng chả mặt bằng nhiều lắm. Chứ hồi xưa đi lên thành phố thấy trong buổi chiều, nhất là buổi chiều vô quán nhậu, wow, đông, quán nào cũng chật nứt, chật kín hết trơn luôn á hồi xưa á. Dạ Bây giờ thì không biết, bây giờ không biết có không, tại vì nghe nói là phạt rượu gì đó, nồng độ cồn gì đó. dạ đúng rồi. Với công việc của chị rồi, chị nghĩ là trong tương lai khoảng bao lâu, nếu mà tự mình làm mở quán thì trong tương lai khoảng bao lâu mình mới mở quán được? Chắc khả năng của em không có, ví dụ như có được nhờ chị Nguyên Quỳnh đó
nên kết nối chương trình được á, thì ví dụ như có anh nào mà hợp tác với em á thì có thể, chứ còn mà đơn em thì chắc em không có khả năng. Mấy cái quán của chị làm á thì nó cũng lớn lớn chứ không phải là quán nhỏ đúng không? Quán nhỏ thì nó ít vốn, còn quán chị làm nó lớn, nó nhiều vốn. Dạ. Chứ mấy quán giống như mấy quán ăn ở dưới Vĩnh Long hoặc là Tiền Giang rồi đó, nó cũng đâu có nhiều vốn dữ. Dạ. Nhưng mà ở thành phố quen rồi về quê buồn ha. Dạ, về quê buồn. Với em nói chị á, như là bây giờ dưới quê em á thì bây giờ họ đâu có công ăn việc làm gì đâu, mình đi lên trên đây mình làm, mình có thu nhập hàng ngày, mình có chi tiêu nó cũng đỡ đó chị. Ngoại hình mà một anh mà chị muốn làm quen á, chị muốn tìm kiếm á, có quan trọng đối với chị không? Nói chung là dễ nhìn là được rồi. Chị làm công việc quán ăn này thì cũng tiếp xúc nhiều, mà sau khi ông xã chị mất rồi thì có anh nào để ý chị không? Dạ, nói chung em cũng có bạn nhưng mà tại mình cũng không có hòa quá chị. Không phù hợp với nhau, Dạ, không phù hợp. tìm một người phù hợp cũng khó giờ chứ không có dễ ha. Dạ, đúng rồi. Sau video này nếu mà anh nào thích chị á, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị ha. Dạ. Sau video này nếu mà chị thích anh nào á, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy ha. Dạ. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau á, nếu mà ở Việt Nam với Việt Nam mình có thể gọi trực tiếp được. Còn nếu mà muốn liên lạc ra nước ngoài á, mình phải gửi tin nhắn trước. Gửi tin nhắn rồi canh khuya ở Việt Nam rồi trưa trưa ở nước ngoài á, mình có thể gọi Dạ. được ha. Nhưng mà nếu mà người ta thích mình, người ta liên lạc lại cho mình á thì rất là dễ. Còn nếu mà mình muốn liên lạc ra nước ngoài thì mình cần phải rất là kiên nhẫn nha. Dạ. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận, mình đừng để mình bị thiệt thòi. Nếu mà ta muốn gì mình cảm thấy mình thiệt thòi á, mình có quyền từ chối Dạ. ha. Rồi chị chào khán giả giùm em ha. Dạ, em chào khán giả, em chào chị Quỳnh. Cần gì á thì chị gửi tin nhắn qua chương trình sẽ trả lời lại cho chị Dạ. ha. Dạ. Yeah.